Á hậu Hoàng Thùy phản hồi khi bị tố, từng bị công ty ở London đuổi về. Mới đây Hoàng Thùy đã chính thức lên tiếng phản hồi sau khi bị cư dân mạng nói rằng bị công ty ở London đuổi kéo vali về Việt Nam. Người đẹp cho biết, lúc mình về Việt Nam để hoàn thành mới hợp đồng đại sứ và lúc đó mình làm việc ở hai nước, cứ vậy bay đi bay về vẫn đang còn hợp đồng với công ty bên đó. Sau đó khi làm The Face và thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đậu nên mình ở lại, mà anti-fan đồn là mình bị đuổi về mới ghê, trả lời một lần cho biết nhé. Không những thế, Hoàng Thùy còn tung cả mail mà công ty cũ gọi mời cô về làm việc tiếp. Hoàng Thùy cho biết lúc quay The Face, cô được công ty cũ book vé máy bay để qua nhưng cô không đi được. Nói chung bị đồn bị đuổi về từ năm 2017 rồi, nhiều khi mình thấy và nghe thì chỉ cười cho qua. Nhưng giờ 5 năm mình thích nên trả lời một lần cho biết nhé. Còn nhiều chuyện mình chưa nói nhưng sẽ nói, mà nói thì sẽ có bằng chứng chứ không nói miệng nhé, nhưng để lúc mình thích đã. Hoàng Thùy cũng thừa nhận cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc lấn sân sang đi hát. Thời trang cũng là đam mê lớn nhất đối với Thùy, nên mọi người hãy cứ yên tâm, thi hát thì thi hát, chứ nhà thiết kế gọi, đi diễn thì Thùy luôn sẵn sàng 24/7.